Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc chẹt bề ngang 2m6, bề dài 6m8 các bạn. Ở dưới lường thì đóng bằng sắt 4 ly ha, trên thì đóng bằng sắt 3 ly. Đó. Thì địa chỉ là Bình Tân, Vĩnh Long các bạn. Anh em và các bạn cần mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề để gặp ngay chủ ha. Chiếc chẹt này thì chủ đang kêu giá bán là 30 triệu ha. Thì xíu nữa thì có nhiều cái ảnh để cho anh em xem chi tiết về chiếc chẹt này. Rồi anh em và các bạn cần mua thì nhớ liên lạc qua số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề để gặp ngay chủ. Rồi anh em và các bạn cần bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình, số điện thoại là 0352 915 395 ha, là số của kênh YouTube mình. Còn anh em mua thì liên lạc qua để gặp ngay chủ là số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề á. Đó, chẹt này thì ở dưới lường là 4 ly, ở trên là 3 ly. Bề ngang là 2m6, bề dài 6m8. Đó. Anh em cần mua thì liên lạc ha, trực tiếp đi gặp ngay chủ đó. Ha, chẹt là như vậy đó, đường đóng bằng sắt 4 ly 3 ly đó. Và đây là một số hình ảnh ha. Địa chỉ là Bình Tân, Vĩnh Long. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Anh em cần mua thì nhớ liên lạc qua số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề. Anh em và các bạn bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.